vắng nhà từ 12 tháng trở lên có thể bị xóa đăng ký thường trú từ ngày 1 tháng 7 năm 2021. Đây là một trong những quy định mới về các trường hợp xóa đăng ký thường trú được quy định tại điểm D khoản 1 điều 24 luật cư trú năm 2020 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2021. Cụ thể, người vắng mặt liên tục tại nơi đăng ký thường trú từ 12 tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú tại chỗ khác hoặc không khai báo tạm vắng sẽ bị xóa đăng ký thường trú. Quy định này không áp dụng đối với các trường hợp đặc biệt sau: trường hợp xuất cảnh ra nước ngoài nhưng không phải để định cư như du học, du lịch, thăm thân; trường hợp đang chấp hành án phạt tù, chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng. Ngoài ra, nếu cá nhân vắng mặt liên tục tại nơi tạm trú từ 6 tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác thì sẽ bị xóa đăng ký tạm trú. Như vậy, người dân cần lưu ý các quy định trên để có quyết định điều chỉnh thực hiện các thủ tục về nơi cư trú cho phù hợp.